xin kéo dài phục vụ lời Chúa hương xe giáo phận Phú Cường năm 1907. Sài Gòn. Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt. Đức cha Phaolô Bùi Văn Tập, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Đức cha Tô Ma Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long.
Đức cha Stefano Chi Biểu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết. Khi đại diện thông thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, cộng đoàn dân Chúa rất hoan hỷ đón chào Đức cha và xin nhiệt liệt hoan hô. Thật là hạnh phúc lớn lao cho ai sôi nhất của châu Á. Tòa Thánh lúc nào cũng quan tâm và cận kề bằng nhiều cách có thể. Chúng con biết được điều này xuyên qua Hội đồng Giám mục Việt Nam và những hoạt động ngoại giao giữa hai nước mà Tòa Thánh luôn luôn dành ưu tiên cho vấn đề. Tôi hân hoan chúc mừng vội Đức Giám mục Phêrô Trandin II và vội Giáo dân Địa Phan Phú Quang, bởi vì hôm nay chúng ta có một giám mục phụ tá mới. Chúc mừng Đức cha Giuse Nguyễn Tam Trúc, một phục vụ hết mình, xin nhiều hoa trai và Trúc Thiên Chúa chúc lành. Chúc ta cao căn Chúa tâm thân soi sáng và giúp đỡ cho giám mục phụ tá mới. Tôi cảm ơn mọi người vì anh chị em là chúng gave my blessing to the new bishop Giuse Nguyễn Tam Trúc. Xin bày tỏ lòng trân trọng đối với Đức Hồng Y John Bautista, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục chính Giáo phận Phú Cường, và xin Chúa chúc lành cho Tân Giám mục Giuse Nguyễn Tân Tư. Kính thưa Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, kính thưa Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh, kính thưa Đức Hồng Y, kính thưa quý Đức cha, quý Việt Phụ, quý Đức ông và tất cả các cha cũng là ông bà trẻ em. Đó là một niềm vui rất lớn cho giáo phận Phú Cường vì những ơn lành Chúa đã ban cho giáo phận trong những năm qua. Và giờ đây Ngài lại ban cho giáo phận thêm một chủ chăn mới để nhờ hoạt động tích cực của Ngài, giáo phận sẽ mỗi ngày một thêm lớn lên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Tân Giám mục. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho tất cả hàng giáo phẩm, các giám mục tại Việt Nam cũng như trên thế giới, để với tư cách là những người kế vị các tông đồ, các ngài sẽ chu toàn bổn phận, làm cho mọi người nhận biết Chúa và đem mọi người về với Chúa, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Tông đồ trong những ngày ấy, đang lúc ông Phêrô và ông Gioan nói với dân chúng sau khi đã chữa lành người què, thì các tư tế, vị lãnh binh đền thờ và các người thuộc nhóm Sa Đốc ập tới. Họ bực tức vì các ngài giảng dạy dân chúng và loan báo việc người chết sống lại đã thể hiện nơi Chúa Giêsu.
Họ ra tay bắt các ngài và tống giam vào. Ngày hôm sau, các vũ lãnh, kỳ lão và ký lục tụ họp tại Jerusalem. Có mặt thượng tế Anna, Caipha, John, Alexander và tất cả các thành viên thuộc dòng tộc tư tế. Họ cho điệu hai tông đồ ra đặt đứng giữa và tra hỏi: các ông lấy quyền gì hoặc dựa vào danh nghĩa nào mà làm như thế? Bấy giờ ông Phêrô được đầy thánh thần nói với họ: thưa các vị lãnh đạo dân chúng và các kỳ lão, hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về một việc thiện đã làm cho một người tàn tật và về cách thức người đó được khỏi tật. Vậy xin tất cả chư vị và toàn dân Israel hãy biết cho rằng chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô Nazareth, người mà chư vị đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết, chính nhờ danh người mà anh này được chữa lành và đang đứng trước mặt chư vị đây. Bài thánh thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi yêu mến và tín đồ. Vậy con đừng hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì cha là tù nhân, nhưng hãy cộng khổ vì tin mừng, dựa vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã cứu độ chúng ta và dùng ơn thiên triệu kêu gọi chúng ta, không phải do việc chúng ta làm, nhưng theo dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ lộ ra nhờ sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta. Nhờ tin mừng, người đã tiêu diệt sự chết và làm sáng tỏ sự sống và sự bất hoại. Đó là tin mừng mà cha đã được đặt làm người rao giảng, làm tông đồ và làm thầy dạy cho dân ngoại. Cũng vì lý do đó mà cha phải chịu những điều này. Nhưng cha không hổ thẹn. Cha biết cha tin vào đấng nào và cha chắc chắn rằng người có đủ quyền năng gìn giữ kho tàng và trao phó cho cha cho tới ngày đó. Con hãy coi những lời lành mạnh đã nghe cha nói như mẫu mực trong đức tin và đức mến ở nơi Đức Giêsu Kitô. Con hãy giữ kho tàng quý giá nhờ Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta. Đó là lời ông thả lưới nhưng không kéo lên nổi vì đầy cá.
Vậy người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Ông Simon Phêrô vừa nghe nói rằng Chúa đó, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá, vì không còn xa đất liền bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi lên bờ, các ông thấy có sẵn lửa than với cá để trên và có bánh nữa. Chúa Giêsu nói với họ: Các con hãy mang ít cá mới bắt được lại đây. Ông Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy những cá lớn, tất cả được 153 con. Dù nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu nói: Các con hãy đến mà ăn. Không ai trong số các môn đệ dám hỏi người: Ông là ai? Vì họ biết rằng đó là Chúa. Chúa Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho họ, và cá người cũng làm như vậy. Đây là lần thứ 3 Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây bắt đầu nghi thức truyền chức giám mục. Thưa cha đáng kính, giáo hội Phú Cường xin cha truyền chức giám mục cho cha Giuse Nguyễn Tấn Tước. Các cha có tông sắc không? Thưa cha có. Xin cho đọc tông sắc ấy. Tông sắc bổ nhiệm Benedicto giám mục. Tôi tớ của các tôi tớ gửi lời thăm và phép lành tòa thánh cho con yêu dấu là Giuse Nguyễn Tấn Tước, thuộc hàng giáo sĩ giáo phận Phú Cường, hiện đang làm giám đốc trung tâm đào tạo các ứng sinh linh mục của giáo phận, được bổ nhiệm làm giáo phó giáo phận này. Cha, người kế vị thánh Phêrô và là cha chung của giáo hội, muốn chấp nhận lời thỉnh cầu của hiền đệ khả kính Phêrô Trần Đình Tứ, các tín hữu được trao phó cho ngài, nên con yêu dấu thấy con có đủ những đức tính khả dĩ đảm nhiệm trách vụ này, lại rành rẽ những công việc. Cha dùng quyền tông tòa tối cao bổ nhiệm con làm giám mục phó giáo phận Phú Cường với mọi quyền lợi và nghĩa vụ thuộc bậc giám mục theo giáo luật. Ngoài con rất yêu quý và cha khuyên phải tỏ lòng kính phục con cách xưng hào. Con yêu dấu, xin Chúa Thánh Thần là đứng an ủi ban xuống cho con muôn vàng hồng ân của ngài, luôn theo con và làm cho con được vui tươi. Ban hành tại Roma nơi tòa thánh Phêrô ngày 14 tháng 3 năm 2011. Bí thư tổng của giáo hội đồng thời cũng nhắc nhở tiến chức về những nhiệm vụ phải chu tất theo để đáp lại tiếng Chúa mời gọi và hồng ân Chúa thương ban. Xin tổng đoàn chăm chỉ lắng nghe để hiểu biết và cầu nguyện cho hàng giáo mục, đặc biệt là cho đức cha Giuse được tấn phong hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, để tham dự cách ý thức và tích cực vào thánh lễ truyền chức hôm nay, cần chúng ta hiểu về chức vụ mà đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước sẽ được lãnh nhận. Nhờ đó chúng ta sẽ có những tâm tình thích hợp để tạ ơn Chúa, để yêu mến kính trọng hàng giáo phận, cũng như cầu nguyện và giúp các ngài sống xứng đáng chức vật. Trong đoạn thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthê mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 2 của thánh lễ hôm nay,
Thế nhân ân cần nhắc nhở môn đệ mà Ngài đặt tay phong lên làm giám mục rằng: Cha nhắc nhở con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con qua việc đặt tay của cha. Vậy Thánh Phaolô muốn nói đến những ân huệ nào và chức vụ gì mà môn đệ của Ngài đã nhận được khi lên chức giám mục? Theo tác giả thư Do Thái thì mọi thượng tế đều được chọn từ loài người và được đặt lên thay cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa. Tác giả đã dựa vào câu 7 của Thánh Tịnh 2: Con là con của cha, hôm nay cha đã sinh ra con. Và câu 4 của Thánh Tịnh 110: Con là tư thế đến muôn đời theo phẩm trật Melchizedek để chứng minh Chúa Giêsu đã được Chúa Cha tấn phong làm thượng tế của giao ước mới. Nếu có người cho được Thánh Thần ngự xuống trên đầu Đức Kitô khi người quỳ cầu nguyện tại sông Giô-đan là lúc tấn phong người làm tiên tri sai đi ra giảng tin mừng, thì mọi người đều công nhận việc sức dầu khi người nhập thể chính là lúc người được phong làm thượng tế của giao ước mới. Một chức vụ bao gồm cả ba tác vụ: tư tế, tiên tri và vương tế. Thực vậy, khi được sai đến truyền tin cho Đức Maria, Thiên Thần đã trình bày cho Đức Mẹ biết: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ phủ bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Các giáo phụ và các nhà chú giải kinh thánh đều cho khi Đức Mẹ được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần là lúc ngôi lời nhập thể được sức dầu bằng Thánh Thần để trở thành thượng tế và là con đấng tối cao, như chính Chúa Giêsu đã ngài vào việc sức dầu này để trả lời cho những người hạch sách người khi người xưng mình là con Thiên Chúa. Tác giả Thư Do Thái cũng quả quyết rằng trong chính lúc nhập thể, Chúa Kitô đã được đặt làm thượng tế của giao ước mới thay cho chức thượng tế của giao ước cũ. Thư biết khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa đi lễ, nhưng đã tạo cho con một thân xác. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ tạ tội. Bây giờ con thưa, này con xin đến để thực thi ý Ngài, như trong cuốn sách đã viết về con. Và tác giả kết luận: Thế là người đã bỏ điều trước tức giao ước cũ và thiết lập điều sau tức giao ước mới. Như vậy, ngay cho ta thấy sứ vụ của các tông đồ và những người kế vị các ông được gắn kết chặt chẽ với sứ vụ của người khi người nói với các ông: Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Và những người đã được sức dầu bằng Thánh Thần thì được sai đi rao giảng tin mừng, thì người cũng hà hơi ban Thánh Thần, trao ban quyền tha tội và sai các ông đi khắp thế dạy cho muôn dân mọi điều người đã dạy các ông, rửa tội để làm cho họ thành môn đệ của Chúa và thành lập các giáo đoàn tại những nơi các ngài đến rao giảng. Để sứ vụ của Chúa Giêsu trao cho các tông đồ được tiếp tục cho tới khi Ngài lại đến trong vinh quang, các tông đồ đã chọn cho mình những phụ tá, đặt tay khẩn nguyện cho Thánh Thần xuống trên họ, truyền lại cho họ những gì các Ngài đã nhận được từ chính Chúa Giêsu là Thầy mình. Đó chính là bí tích truyền chức thánh mà tất cả các giám mục, những người kế vị các tông đồ đang đồng tế hôm nay cùng nhau truyền lại cho chính chức là Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước của chúng ta đây. Vì được thông dự vào chức vụ linh mục duy nhất của Chúa Kitô, tuân giữ những giáo lý, những tập tục về đức tin, về luân lý, về các nghi lễ và các sinh hoạt khác do các tông đồ truyền lại, nên trong hội thánh từ đầu cho tới nay vẫn bảo tồn được có tàng bạc khải những truyền thống thánh thiện, làm thành nếp sống riêng của dân Chúa được Chúa Thánh Thần gìn giữ qua mọi thời đại, cho khỏi sai lầm hay mai một đi. Anh chị em thân mến, anh chị em hãy tạ ơn Chúa đã ban cho hội thánh các giám mục, linh mục và phó tế là những thừa tác viên thánh chức để phục vụ anh chị em trên con đường cứu độ.
anh chị em hãy tín nhiệm và tin tưởng vào các ngài, hãy chấp nhận thông cảm và cầu nguyện cho các ngài, mặc dầu lắm khi thấy các ngài còn vương những lỗi lầm, vì các ngài vẫn còn là con người. Chúa đã hứa với các ngài khi nói với Phêrô và các tông đồ: con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, quyền lực hỏa ngục có dưới đây cũng không lấn át nổi. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời, điều gì con cầm buộc dưới đất sẽ bị cầm buộc trên trời, điều gì con tháo cởi dưới đất cũng sẽ được tháo cởi trên trời. Như vậy hỡi đoàn chim nhỏ bé đừng sợ, này đây thầy ở cùng các con hàng ngày cho đến tận thế. Diện đệ đã được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn người và đặt diện đệ lên làm trung gian môi giới giữa Thiên Chúa và loài người trong những gì liên hệ tới Thiên Chúa. Xin diện đệ hãy nhớ, giám mục là chức danh chỉ việc làm chứ không để đòi vinh dự. Vì thế làm giám mục để mưu ích chứ không phải để thống trị. Chính Chúa Giêsu đã dạy: ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ nhất, và kẻ lãnh đạo phải nên như người phục vụ. Theo gương hai thánh tông đồ Phêrô và Gioan trong lời tường thuật của sách tông đồ công vụ đọc trong thánh lễ hôm nay, và thực thi lời hứa lát nữa hiền đệ sẽ công bố trước mặt mọi người, hiền đệ hay rao giảng lời Chúa khi thuận lợi cũng như đi gặp khó khăn, hãy đem lòng kiên nhẫn và trí hiểu biết mà thuyết phục, sửa trị và cẩn mạng. Khi cầu nguyện và dâng nghi lễ cho đoàn dân được, hiền đệ hãy ân cần khẩn nài Chúa đổ xuống chan hòa trên họ ân sủng muôn hình vạn trạng đã được khơi nguồn từ sự thánh thiện trọn đầy của Chúa Kitô. Quy chế cổ kính của các thánh giáo phụ truyền về thẩm vấn giám mục sắp thụ phong trước mặt dân chúng về quyết tâm tuân phục đức tin và thi hành chức vụ. Vậy hiền đệ rất thân mến, hiền đệ cũng muốn thi hành cho đến chết chức vụ các tông đồ đã trao cho chúng tôi và được truyền lại cho hiền đệ qua việc đặt tay của chúng tôi cùng với ân sủng của Chúa Thánh Thần không? Thưa con muốn. Hiền đệ cũng muốn trung tín và không ngừng rao giảng tin mừng của Chúa Kitô không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn gìn giữ kho tàng đức tin cho tinh tuyền và nguyên vẹn như truyền thống vẫn có từ thời các tông đồ và luôn được bảo tồn khắp nơi trong giáo hội không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn xây dựng thân thể Đức Kitô là hội thánh của người và cùng với hàng giám mục kiên trì hợp nhất với người dưới quyền đấng kế vị Thánh Phêrô tông đồ không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn trung thành bày tỏ sự vâng phục đấng kế vị Thánh Phêrô tông đồ không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn cùng với anh em thừa tác viên của hiền đệ là các linh mục và phó tế chăm sóc cho đoàn dân thánh và dẫn đưa họ vào con đường cứu độ như người cha nhân hiền không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn vì danh Chúa chứng tỏ mình là người biết thông cảm và xót thương các lữ khách và mọi người lâm cảnh túng cực không? Thưa con muốn. Như một mục tử nhân lành, hiền đệ có muốn tìm kiếm các chiên lạc và đưa chúng về đàn chiên của Chúa không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn không ngừng cầu xin Thiên Chúa toàn năng cho đoàn dân thánh và Chúa toàn chức vụ thượng tế cách cẩn mẫn không? Thưa nhờ ơn Chúa giúp, con muốn. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Ngài đã khởi sự nơi hiền đệ. Kính thưa cộng đoàn, giáo hội trần gian và giáo hội thiên quốc luôn hiệp thông với nhau trong khói vàng tôi lối. Yeah.
và ngài đã gọi con từ lòng mẫu thân, rồi nâng yêu trắng hơn những khi sầu khổ hoặc sướng vui, nép thân bên ngài lòng thanh thơ. Xin Thiên Chúa đấng đã cho hiền để tham dự vào chức thượng tế của Chúa Kitô, tuôn
độ trên hiền đệ chất dầu hiền hiệp và rộng rãi ban phúc lành thiêng liêng làm cho hiền đệ được nên phong phú. Đức giám mục chủ phong trao sách phúc âm cho tân chức để nhắc nhở nhiệm vụ rao giảng tin mừng. Hiền đệ hãy nhận lấy phúc âm, ra công học hỏi và kiên trì rao giảng lời Chúa. Đức giám mục chủ phong sỏ nhẫn cho tân chức để nhắc nhở nhiệm vụ gìn giữ hội thánh cho tinh tuệ. Hiền đệ hãy nhận lấy nhẫn là dấu chỉ đức tin. Hiền đệ đã được trang bị bằng đức tin tinh tuyển thì hãy gìn giữ hội thánh là hiền thê của Thiên Chúa cho vẹn toàn. Đức giám mục chủ phong trao mũ giám mục cho tân chức để nhắc nhở nhiệm vụ phải nên thánh. Hiền đệ hãy nhận lấy mũ giám mục, xin cho ánh quang thánh thiện được ngời sáng nơi hiền đệ, để khi vị thủ lãnh của các mục tử xuất hiện, hiền đệ đáng được lãnh triều thiên vinh quang bất diệt. Đức giám mục chủ phong cho về mục tử cho tân chức để nhắc nhở nhiệm vụ lo cho đoàn thiên. Hiền đệ hãy nhận lấy gậy dấu chỉ của tử và hãy chú tâm lo tới toàn thể đoàn chiên mà Chúa Thánh Thần đã đặt hiền đệ làm giám mục cai quản hội thánh. Giờ đây các giám mục đến trao hôn bình an cho tân chức để nhận người anh em mới vào đoàn giám mục của mình. No.
nghi thức truyền chức giám mục. Xin cho hết thầy được vào đường ánh sáng tôn nhân. Chúng con lại xin Chúa thương son tất cả chúng con, cho chúng con được đồng ơn sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Thank you.
Thưa Đức Tông Giám mục Du Sa kính mến, trong những ngày qua, khi tham dự khóa họp thứ nhất năm 2011 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha đã cùng với chúng tôi cầu nguyện, chia sẻ và trao đổi cho lợi ích thiêng liêng của dân Chúa trên quê hương thân yêu này, nối sứ vụ cả thánh tông đồ. Cùng với Đức Cha và cộng đồng hội thánh địa phương được trao phó cho Đức Cha, chúng ta xin lời tạ ơn Chúa và xin cầu chúc Đức Cha gặt hái được nhiều kết quả khi cùng với Đức Cha chính Phêrô, Đức Cha hoạt động cho cánh đồng truyền giáo. Đức Cha đã chọn khẩu hiệu Ngài phải lớn lên để định hướng cho con đường mục vụ, luôn đem hết con tim và sức lực để Thiên Chúa được tôn thờ, yêu mến, lắng nghe và vâng phục nơi tất cả mọi tạo vật. Thưa Đức Cha kính mến, là thành viên trẻ trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, thay mặt cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa tại giáo phận Phú Cường, chúng con xin hân hoan chào mừng quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha, quý Viện Phụ, quý Tổng Đại diện, quý bề trên các hội dòng, quý đại diện chính quyền, quý nhân ân nhân. Trọng kính Đức Cha Giuse. Và bây giờ Đức Tân Giám mục Giuse sẽ bày tỏ những tâm tình tri ân cảm tạ. Xin cho con được phép tỏ bày tâm tình tri ân của con. Trước hết, con xin dâng lời tạ ơn Chúa đã thương, luôn yêu thương, nâng đỡ và dẫn dắt con trên bước đường ơn gọi. Và hôm nay lại thương ban cho con thánh chức giám mục để phục vụ dân Chúa theo gương Chúa Giêsu vì mục tử nhân lành. Con xin tri ân Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Thánh Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc đã thương chấp nhận con vào hàng ngũ giám mục kế vị các tông đồ, dù con còn nhiều giới hạn và bất xứng. Particulièrement, je suis très heureux et reconnaissant pour la présence pleine d'unité et d'amitié de l'archevêque Leopoldo Gerani, représentant non résident du Saint-Siège pour le Vietnam. Con xin cảm ơn Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã không chỉ đến tham dự thánh lễ tống phong hôm nay, mà còn ân cần khích lệ, chúc mừng và nhất là trân trọng đón nhận con làm thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Con xin cảm tạ Đức Hồng Y Do Bodhisattva, quý Đức Cha là giám mục của hầu hết các giáo phận trên đất nước Việt Nam, đặc biệt Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên giám mục Nha Trang, và Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoa, nguyên giám mục Phan Thiết. Vì thương yêu con, Đức Hồng Y và quý Đức Cha đã đến hiệp dân thánh lễ và đặt tay truyền chức cho con. Cách riêng, con xin cảm ơn hai Đức Cha Tô Ma Vũ Đình Hiệu và Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản vì tình thân thiết đã sẵn sàng giúp phụ phong. Đặc biệt con xin bày tỏ tâm tình biết ơn sâu xa của con đối với Đức Cha chính Phêrô của con. Đức Cha là người cha và là người thầy đã tận tình nâng đỡ dẫn dắt ơn gọi của con của đời giám mục. Con cũng không quên công ơn của các Đức Cha của giáo phận Phú Cường đã qua đời.
Chính nhờ bao yêu thương nâng đỡ dẫn dắt của các ngài mà con mới có được ngày hôm nay. Các hội dòng và tỉnh dòng, quý cha giám đốc đại chủng viện, quý cha trong và ngoài giáo phận đã điện thoại gửi thư chúc mừng động viên và hôm nay đã đến hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện cho con cũng như chia sẻ niềm vui với con. Cách riêng con xin cảm ơn cha tổng đại diện giáo phận Phú Cường và quý cha trong ban tổ chức đã vất vả rất nhiều và quảng đại dân con cho Chúa. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu và dẫn đưa cha mẹ con về hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời để tiếp tục nâng đỡ con bằng lời cầu nguyện bên tòa Chúa. Ông bà, anh chị em thuộc các giáo xứ trong giáo phận đã về đây hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho con. Đặc biệt, xin cảm ơn quý nữ tu, quý thầy, các ứng sinh và quý anh chị em giáo xứ Mỹ Hảo, giáo xứ Chính Tòa và các giáo xứ lân cận đã tích cực tham gia các ban phụng vụ, thánh nhạc, khánh tiết, tiếp tân, y tế. Cả những ai bằng cách này hay cách khác đã hy sinh góp phần làm cho buổi lễ hôm nay hết sức long trọng và sốt sắng. Xin cảm ơn quý bà con thân thuộc, quý ân nhân bạn bè trong và ngoài nước, quý cựu chúng sinh Phú Cường, đặc biệt quý anh em cùng lớp, dù hiện diện trong thánh lễ hôm nay hay vắng mặt, nhưng đã và đang cầu nguyện nâng đỡ tinh thần và vật chất. Xin đặc biệt đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho cuộc lễ tấm phong hôm nay được tốt đẹp. Xin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh cả Giuse trả công bội hậu cho tất cả. Kính chúc tất cả an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ban phúc lành và gìn giữ hiền đệ, ngài đã muốn đặt hiền đệ làm thượng tế của dân ngài, thì xin ngài cho hiền đệ đời này được hân hoan và ngày sau được hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen. Xin cho giáo sĩ và đoàn dân Chúa đã muốn quy tụ lại theo ý định của Chúa, nhờ hồng ân Chúa ban và sự chăm sóc của hiền đệ, được hướng dẫn cách tốt đẹp trong thời gian lâu dài. Xin cho những người biết tuân phục lời giáo huấn của Thiên Chúa không làm chi đối nghịch, nhưng thực hành mọi điều ngay chính và trung tín tuân theo thừa các vụ của hiền đệ, sẽ cùng với hiền đệ được hưởng bình an trong thời hiện tại và đáng được cùng các thánh chung hưởng phần phúc muôn đời. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, Ba Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị. Xin được phục vụ nước uống và phần ăn cho quý cha tại chỗ, ở nơi các cha đang thay phục vụ. Xin quý cha
nhà thờ chính tòa ở nơi đó. Giáo phận sẽ đón tiếp tất cả quý hội viên trong hội Thánh Phêrô đoàn phục quý tại nhà thờ chính tòa Phú Cường.